Vào 21 giờ tối qua mùng 5 tháng 5 thì giá xăng dầu đã tăng vọt, đưa giá xăng RON 92 lên mức hơn 19.000 đồng một lít. Lần điều chỉnh này được cơ quan chức năng cho rằng không liên quan đến việc tăng thuế môi trường. Tuy nhiên, mức tăng kỷ lục gần 2.000 đồng một lít lại đang ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân và khiến dư luận lại tiếp tục nghi ngờ về sự minh bạch trong việc tăng giá xăng lần này. Xăng các loại tăng từ 1.950 đến 1.990 đồng một lít. Mức tăng giá xăng lần này mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2011. Hiện tại, mức giá bán xăng RON 95 là 19.830 đồng một lít, giá xăng RON 92 là 19.230 đồng một lít. Thậm chí giá xăng vượt lên trên 20.000 đồng ở vùng sâu vùng xa. Cũng chẳng biết nữa, không biết tại sao mà tăng nữa. Tự nhiên phát lên là tăng. Cái mức lương mà em đang làm thì với cái giá xăng mà thường xuyên mà đi xa đi làm thì với cái giá xăng tăng thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái sinh hoạt cũng như là số tiền trong tháng của em. Bình thường thì với cái giá xăng mà đi một tuần thì em đi đến tầm cỡ là 80.000 một tuần. Nhưng mà từ bữa nay xăng tăng là em đi cũng phải 150 tới 200 một tuần nên là nó rất là tốn kém. Giảm bớt chi tiêu giống như ví dụ như mình ăn sáng ở ngoài thì là mình tự ở nhà mình nấu ăn sáng cho vợ chồng với con cái mình để mình giảm bớt cái chi tiêu đi. Theo giải thích của Liên Bộ Tài chính Công Thương, việc xăng tăng giá lần này là giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng cao trong 15 ngày qua, chứ không phải do sự điều chỉnh khi tăng thuế môi trường. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho biết, giá xăng dầu bán lẻ được cấu thành từ nhiều yếu tố tạo nên giá cơ sở. Trên nền tảng giá cơ sở này sẽ đưa ra mức giá bán lẻ. Trong đó có hai yếu tố biến động nhất là giá xăng dầu thế giới và thuế nhập khẩu. Còn các yếu tố thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí định mức, lợi nhuận định mức, v.v. đều cố định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, giá xăng dầu bán lẻ chưa thực sự minh bạch như thế. Không rõ ràng ấy là ở chỗ như thế này này. Cái giá ship đã chính xác chưa? Bởi vì nhập rất nhiều nguồn. Vấn đề thứ hai nữa là chi phí kinh doanh đã hợp lý chưa? Định mức hao hụt đã hợp lý chưa? Thì xoay quanh hay là cái tỷ lệ hoa hồng, chiết khấu hoa hồng. Thì tất cả những cái chuyện đó thì tại mỗi thời điểm khác nhau thì nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên chính từ khác nhau đó nó làm cho cái giá xăng dầu nhiều lúc còn chưa rõ ràng, chưa minh bạch. Trong cái giá cơ sở viết theo công thức hiện tại ạ, mà trước khi có sự điều chỉnh bỏ cái phần mã định mức ra khỏi giá cơ sở thì rõ ràng ấy, đó là một cái mớ hỗn hợp mà trong đó có rất nhiều các yếu tố động, những yếu tố mà gọi là không mang tính khách quan, cho nên ấy là rất dễ bị lạm dụng. Chừng nào còn chưa thực sự minh bạch giá xăng dầu và chưa quản lý giá hiệu quả thì chừng đó người tiêu dùng lại bất an khi có thông tin xăng tăng giá.